Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Phương Đông TV. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin quân sự mới nhất. Sai lầm của Mỹ khi bán rượu hô đen cho Trung Quốc Thưa quý vị và các bạn, việc Mỹ bán cho Trung Quốc 24 chiếc trực thăng f 70 từ nhiều năm trước có lẽ đã đi vào quyền láng đối với người Mỹ. Nhưng việc Trung Quốc sản xuất hàng loạt trực thăng dành cho cả lục quân và hải quân Z-20 có làm thay đổi suy nghĩ của chính quyền Mỹ hay không? Vào thập niên 80 của thế kỷ trước, Trung Quốc đã mua 24 máy bay trực thăng F-70C2. Đây là phiên bản dân dụng của Black Hawk, dưa đen. Độ cao bay của nó gây ấn tượng sâu sắc cho các quan chức quân đội Trung Quốc. Sau khi nhận đủ 24 máy bay trực thăng này, Trung Quốc không được Mỹ bán tiếp do lệnh cấm vận vũ khí của phương Tây áp đặt cho Bắc Kinh từ năm 1990. Nhận thấy tính ưu việt của dòng trực thăng này, Trung Quốc đã âm thầm sao chép và cho ra đời dòng trực thăng nội địa Z-20. Z-20 là dòng trực thăng đa năng hàng trung do công ty công nghiệp máy bay Cáp Nhữ Tân Công ty con của tập đoàn công nghiệp hàng không Trung Quốc chế tạo chiếc Z-20 cất cánh đầu tiên vào năm 2013 và không quân Trung Quốc đã được trang bị hạn chế dòng trực thăng này. Sau khi nhận thấy dòng trực thăng này hữu dụng, Trung Quốc tiếp tục phát triển các biến thể dùng cho hải quân. Có thể dễ dàng nhận thấy biến thể này có đuôi gấp lại và cánh quạt xếp ngay ngắn về sau. Đây là nét đặc trưng của các dòng trực thăng hạm. Ông Song Jong pin một chuyên gia quân sự tại Hồng Kông, nói rằng phiên bản Z-20 mới nhất có thể đang được thử nghiệm trước khi biên chế cho hải quân Trung Quốc sử dụng trên các tàu nổi lớn. Hải quân Trung Quốc từ lâu đã thiếu trực thăng sản xuất nội địa, khi sẵn sàng Z20 có thể lấp vào khoảng trống lớn đó. Dòng trực thăng này có trọng lượng cất cánh tối đa là khoảng 10 tấn, tương đương quy mô và trọng lượng của dòng trực thăng UH-60 Black Hawk của Mỹ. Z20 có kích thước và trọng lượng hoàn hảo cho các tàu chiến Trung Quốc. Tầm xa, độ cơ động cao và hệ thống điện tử mới của dòng máy bay này giúp chúng hoạt động cho nhiều mục đích, ông Song nói. Từ thực tế trên cho chúng ta thấy hai điều. Thứ nhất, Trung Quốc là nước hàng đầu về sao chép, ăn cắp kỹ thuật quân sự của các nước khác là đánh giá chính xác. Và việc các nước cảnh giác khi chuyển giao bán vũ khí cho Trung Quốc là không thừa, bởi nếu không có công nghệ bảo mật tốt thì Trung Quốc chỉ cần mua với số lượng nhỏ vũ khí hiện đại của đối thủ rồi tự sản xuất mà không mua nữa thì đúng là thiệt hại về bí mật quân sự, tài chính là rất lớn. Thứ hai, Trung Quốc rõ ràng có trình độ và mức độ công nghệ về trực thăng kém xa so với Mỹ và Nga, hai đối thủ cạnh tranh chính trên trường quốc tế. Vì dù Z20 có được giới chức Trung Quốc đánh giá cao tới đầu, thì đây cũng chỉ là sản phẩm sao chép công nghệ từ những năm 1980 của Mỹ, một công nghệ thiết bị lạc hậu. Mà giờ đây, Mỹ đang và đã phát triển thành công nhiều dòng trực thăng cho tương lai, có công nghệ và kỹ thuật tiên tiến hơn nhiều lần Z20. Nên có lẽ, thành công của Trung Quốc trong việc sao chép siêu hồ đen thành Z20 cũng không làm Mỹ quan tâm nhiều lắm. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!